Huệ Thiên Tứ được biết đến với tư cách anh trai đã nữ Huệ Ánh Hồng. Vì gia đình nghèo khó, lại đông anh em, nên Huệ Thiên Tứ đã được bố mẹ cho đi học kinh kịch để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Từ năm 19 tuổi, ông đã gia nhập giới giải trí. Khán giả biết đến Huệ Thiên Tứ qua các vai diễn trong nhiều bộ phim võ thuật nổi tiếng. Tuy nhiên, vai kinh điển nhất của ông phải kể đến Tây Môn Suy Tuyết trong bộ phim Lục Tiểu Phụng Chi Phượng Vũ Cửu Thiên. Nhiều năm về trước, Huệ Thiên Tứ là ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hồng Kông. Ông có ảnh hưởng khá lớn tới điện ảnh xứ Cảng Thơm. Cùng với em gái Huệ Ánh Hồng, Huệ Thiên Tứ trở thành trụ cột của giới phim ảnh. Đáng tiếc cuối cùng cuộc đời ông chẳng có ai bên cạnh. Mặc dù Huệ Thiên Tứ cũng là một ngôi sao võ thuật có tầm ảnh hưởng tương đối lớn trong giới điện ảnh Hồng Kông, nhưng đường tình duyên của ông khá lận đận. Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại với ba người con, trong đó có hai gái và một trai. Tuy có ba người con cùng hai bà vợ, nhưng lúc lâm chung ông không có ai bên cạnh. Phải đến nhiều ngày sau khi mất, mọi người mới phát hiện ông ra đi đột ngột tại nhà. Cụ thể, sau khi ly dị, Huệ Thiên Tứ tự dọn ra ở một mình tại Bắc Kinh. Đầu năm 2012, ông thường kêu mệt, sức khỏe sa sút. Một tháng sau đó, ông qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55. Sự ra đi của Huệ Thiên Tứ là một bí ẩn với nhiều người. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, em gái Huệ Ánh Hồng chia sẻ với báo chí rằng: "Tôi biết anh ấy đã giảm cân quá trớn, anh ấy tập thể dục và ăn uống rất ít, có thể cơ thể anh ấy không thể chịu được nữa." Được biết 6 tháng trước khi Huệ Thiên Tứ qua đời, ông từng chia sẻ chuyện giảm cân trên mạng xã hội. Theo đó, ngôi sao võ thuật một thời cho biết ông sẽ giảm 10kg trong nửa tháng. Cuối cùng, trong tháng 5, ông đã sụt tận hơn 9kg. Sự ra đi của Huệ Thiên Tứ vẫn còn là một bí ẩn. Khi được hỏi về nguyên nhân cái chết của anh trai, Huệ Ánh Hồng nói: "Tôi biết anh ấy đã giảm cân quá trớn, anh ấy tập thể dục và ăn uống rất ít, có thể cơ thể anh ấy không thể chịu được nữa." Sau khi anh trai mất, Huệ Ánh Hồng là người đứng ra lo hậu sự cho ông. Nữ nghệ sĩ cho biết bà ân hận lớn nhất là không thể ở bên anh trai khi qua đời. Nhiều người cũng bày tỏ sự thương cảm vì Huệ Thiên Tứ ra đi trong cô độc. Những năm cuối đời lận đận và sự ra đi trong cô độc của Huệ Thiên Tứ khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy thương xót, nhưng cũng vô cùng xúc động trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Huệ Anh Hồng và Huệ Thiên Tứ. Những người từng hâm mộ ông bày tỏ sự xót xa trước cái chết của nam nghệ sĩ. Về sự nghiệp của Huệ Thiên Tứ, ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với những vai diễn nhỏ trong các bộ phim võ thuật. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng diễn xuất tự nhiên và kỹ năng võ thuật xuất sắc, ông nhanh chóng được giao những vai diễn quan trọng hơn. Một trong những vai diễn đầu tiên giúp ông nổi tiếng là vai Mộ Dung Phục trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ phiên bản năm 1982. Vai diễn này đã giúp ông khẳng định tên tuổi và mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Sự nghiệp của Huệ Thiên Tứ thực sự bùng nổ khi ông đảm nhận vai Kiều Phong trong phiên bản Thiên Long Bát Bộ năm 1990. Vai diễn này không chỉ giúp ông nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả mà còn từ giới chuyên môn. Kiều Phong của Huệ Thiên Tứ được đánh giá là một trong những phiên bản kinh điển nhất của nhân vật này nhờ vào khả năng diễn xuất tuyệt vời và sự hiểu biết sâu sắc về nhân vật. Ngoài Thiên Long Bát Bộ, Huệ Thiên Tứ còn tham gia nhiều bộ phim võ thuật khác và để lại dấu ấn sâu đậm. Một trong những vai diễn nổi bật khác của ông là Tây Môn Suy Tuyết trong bộ phim Lục Tiểu Phụng Chi Phượng Vũ Cửu Thiên. Vai diễn này đã giúp ông khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh võ thuật và trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất. Không chỉ là một diễn viên xuất sắc, Huệ Thiên Tứ còn có những đóng góp quan trọng cho điện ảnh võ thuật. Ông đã tham gia vào việc đào tạo và hướng dẫn nhiều diễn viên trẻ, giúp họ phát triển kỹ năng võ thuật và diễn xuất. Nhờ vào những đóng góp này, Huệ Thiên Tứ đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển và nâng cao chất lượng của điện ảnh võ thuật Hồng Kông. Sự nghiệp của Huệ Thiên Tứ là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự nỗ lực và kiên trì. Từ những vai diễn nhỏ, ông đã vươn lên trở thành một trong những diễn viên võ thuật hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông. Những đóng góp của ông không chỉ giúp nâng cao chất lượng của điện ảnh võ thuật mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Với những thành tựu đã đạt được, Huệ Thiên Tứ xứng đáng được coi là một huyền thoại sống mãi của làng điện ảnh võ thuật.